Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với video lần này của Khôi. Và hôm nay Khôi sẽ tiết lộ cho các bạn một bí mật. Ai mà chả thích bí mật đúng không? Và bí mật này sẽ giúp cho bạn làm việc hiệu quả hơn, tăng năng suất hơn. Nào, hãy cùng theo dõi video nhé. Và bí mật của ngày hôm nay nó nằm ở việc bạn biết cái khoảng thời gian nào mình làm việc hiệu quả nhất, hay Khôi gọi đó là quiet moment, khoảng thời gian im lặng. Trong lúc cái khoảng thời gian này, bạn sẽ tránh được tất cả mọi cái distraction, mọi sự sao nhãng ở bên ngoài ảnh hưởng tới mình. Bạn sẽ tập trung vào việc bạn đang muốn làm và sẽ phát huy được, theo số liệu thôi, từ 100% tới 200% công việc bạn đang muốn hoàn tất ngay trước mặt của mình. Theo một số liệu của từ bên Mỹ, trung bình con người ta ngủ từ 12 giờ đêm cho tới 7-8 giờ sáng. Vì giống như cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta thức dậy vào lúc 7-8 giờ sáng, chúng ta sẽ phải làm việc, chúng ta sẽ phải đi học, chúng ta làm những việc khác mà sẽ không thể nào khiến cho chúng ta cảm giác tập trung để hoàn tất việc của mình được. Cái khoảng thời gian im lặng này, the quiet moments, sẽ tùy thuộc vào từng người. Có một số người họ sẽ làm việc cực kỳ năng suất vào lúc buổi tối đêm, lúc 2-3 giờ sáng, hay là có một số người họ sẽ làm việc cực kỳ tốt vào buổi sáng sớm từ 4 giờ tới 6 giờ. Đó là tùy thuộc vào từng người. Thì ở đây Khôi có hai cái ví dụ rất là đặc biệt. Thứ nhất đó chính là The Rock. Đã xuất hiện nhiều bộ phim bom tấn của điện ảnh Mỹ. Thì anh ấy thường thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để tập luyện, để workout. Và khi tới 6-7 giờ sáng thì anh ấy đã xong một buổi workout từ 2-3 tiếng và đã chuẩn bị sẵn sàng lao vào công việc on set để đóng phim. Còn chẳng hạn như là Tony Robbins thì bảo rằng trong một quyển sách của ông, đó chính là ông làm việc tốt nhất vào lúc 2-3 giờ sáng. Và lời khuyên của Khôi ngày hôm nay cho các bạn chính là hãy sắp xếp cái thời gian làm việc bạn muốn hoàn tất nhất, focus nhất từ 2-3 tiếng. Một là vào lúc tối muộn, đó là từ khoảng 12 cho tới 2 giờ sáng các kiểu. Hai là từ 4 cho tới 6 giờ sáng. Và để biết bạn hợp với phong cách nào thì mình phải thử thôi. Và nếu các bạn thấy mình phù hợp với cái khoảng thời gian nào, hay là bạn có những cái khoảng thời gian nào khác, thì hãy comment ở dưới cho Khôi biết để Khôi có thể thử. Và maybe là Khôi sẽ làm một cái video khác nói về cái trải nghiệm của mình trong từng khoảng thời gian cho các bạn biết, và để các bạn hiểu rõ hơn về việc sắp xếp, chọn ra cho mình một khoảng thời gian, the quiet moment, thời gian mà bạn cảm thấy mình tập trung tốt nhất để làm việc mọi việc. Ok, video vậy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Bye bye.